Rồi nè, Thanh. Kìa. Xin chào. Dạ, hello. Có chịu không? Con không có biết chịu. Vậy hả? Dì Hòa nói đi. Dì Hòa đi đâu? Dì Hòa đi đâu? Nên mình đi mua giày, sau đó là chúng ta sẽ đi vô Plaza và ăn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua nó. Giờ chúng ta sẽ có nhiều một trắng trời. Có ở đó không dạ? Để cô lấy cho đôi thay hai xã được cái thôi thay chai bốn đi mặc chai bốn mẹ ơi sao mẹ có mặc đó à con chị muốn mặc đó mặc luôn con muốn mặc đôi giày này đúng không dạ lấy nữa cô lấy đôi giày Diệu Hương. Hương ha. Món gì đây? Món đầu tiên. Cho bà giới thiệu đi. Cho bà giới thiệu đi món gì. Rồi, không chào gì hết. Đó, chào đi. Hả? Mặc cờ gì mà đây ra vậy? Diệu Hương, giới thiệu đây là món gì Diệu Hương? Món tôm. Đó, xin mời cả nhà ăn món tôm. Mua đây, ăn đi. Nhớ. Mình ăn kiểu. Đi.
gạo. Gạo ngon quá. Rồi chút nữa là xong cái lẩu này là bắt đầu ăn cháo thôi. Đó. Có còn hết cả tô, có mình đủ món hay chị? Món cuối cùng là cháo rất là ngon, cháo đặc biệt luôn. Ở trong này có tôm nè, tôm nè, có trứng muối nè, cái nước nó chảy xuống nè, không bắt một cái gì hết á. Okay, đi đó em hỏi lên rồi đó.